Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Hôm nay thầy rất vui bởi vì thầy được cùng đồng hành với các em học môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục sửa các bài tập luyện tập của bài số 3. Phương trình đưa được về dạng AX cộng với B bằng 0. Bây giờ chúng ta vào bài học. Bài số 17 giải các phương trình sau. Và các em rất cẩn thận giải những câu này, bởi vì đây là những câu giải cơ bản nhất để các em làm quen giải phương trình sau này. Bài thứ nhất, giải phương trình 7 cộng với 2x bằng 22 trừ 3x. Để giải những phương trình này thì các em lưu ý rằng là x này là mũ 1, cho nên chúng ta sẽ đưa về phương trình ax cộng với b bằng 0. Các em chuyển x từ về phải sang về trái và đổi dấu. Và số thì các em chuyển từ về trái sang về phải và đổi dấu. Sau khi đổi dấu thì các em thực hiện phép tính để tìm x. Bây giờ thầy sẽ giải. Thầy viết lại phương trình 7 cộng 2x bằng 22 trừ 3x tương đương với 2x cộng với 3x sẽ bằng 22 trừ cho 7. Tương đương với 2x cộng với 3x là 5x. Sẽ bằng 22 trừ cho 7 là bằng 15. Tương đương với, các em chia 2 về cho 5, các em được x sẽ bằng 15 chia cho 5. Tương đương với x bằng 3. Như vậy tập nghiệm của phương trình này là x bằng 3, đáp số. Tập nghiệm F gồm một phần tử x bằng 3. Thầy kết thúc lời giải. Phương trình thứ hai thì cũng tương tự như vậy. Thầy chuyển 5x sang về trái đổi dấu, chuyển âm 3 sang về phải đổi dấu. Thầy viết lại đề 8x trừ 3 bằng 5x cộng với 12 tương đương với, chuyển 5x sang về trái và đổi dấu, ta được 8x trừ 5x bằng, chuyển âm 3 sang về phải, ta được 12 cộng với 3. Tương đương với 8x trừ 5x bằng 3x. 12 cộng 13 bằng 15. Tương đương với x bằng, các em chia 2 về cho 3 thì em được x sẽ bằng 15 chia cho 3. Tương đương với x bằng 5. Đáp số nghiệm của phương trình là tập S gồm một phần tử x bằng 5. Chúng ta kết thúc lời giải. Sang câu C. Các em thấy ở về trái vừa có x vừa có số, ở về phải cũng vừa có x vừa có số. Thì việc đầu tiên là các em ước lược các số hàng đồng dạng cho gọn, rồi sau đó chúng ta mới chuyển về. Thầy viết lại đề x trừ 12 cộng 4x sẽ bằng 25 cộng với 2x trừ cho 1. Bây giờ thầy ước lược đồng dạng 4x cộng với x là 5x trừ cho 12 sẽ bằng 25 trừ cho 1 còn 24 cộng với 2x.
Như vậy là ước lượng đồng dạng thì nó gọn rồi. Thì bây giờ các em tiếp tục chuyển 2x sang về trái và chuyển âm 12 sang về phải. Nhớ chuyển đổi dấu. 5x trừ cho 2x bằng 24 cộng với 12 tương đương với 5x trừ 2x bằng 3x sẽ bằng 24 cộng 12 bằng 36. Các em chia cho 3 thì các em được x sẽ bằng 36 mà chia cho 3 tương đương với x sẽ bằng 12. Như vậy chúng ta được nghiệm của phương trình là 12. Đáp số. Tập nghiệm S gồm một phần tử, đó là 12. Thầy kết thúc lời giải. Như vậy là bài tập 17 gồm có 3 câu đầu tiên. Thì các em phải luyện tập. Cái sai của các em thường thường là các em hay nhầm lẫn là chuyển về không đổi dấu. Do đó các em phải rất cẩn thận trong những cái bước giải cơ bản này. Bài học đã kết thúc. Thầy mong các em bấm nút đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức CSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Chào tạm biệt các em.